Xin chào các bạn nha. Hôm nay anh sẽ quay clip để giới thiệu các bạn về cái lập trình trên vi điều khiển bit. Ở đây là mình tập trung vào các bộ giao thức à. Ở đây là anh sẽ làm một ví dụ rất là nhỏ ha. Đó là chúng ta sẽ giao tiếp UART giữa bit và cái phần cứng IoT. Ở đây là ESP8266, ESP32 cũng vậy thôi. Tạm thời là chúng ta chỉ dùng con trên ESP, mình tạm thời mình dùng là sử dụng encode Elno cho nó thông dụng ha, cho chúng ta không dùng những cái trình mục dịch khác. Ở đây là mình sẽ lập trình cho con bit ha. Tại vì ở đây là phần cứng anh đang xài phần cứng này, phần cứng anh đang xài là phần cứng này đây. Nó là anh đang làm con, anh dùng con bit rất là nhỏ, bit 16F 1827 đó. Cho nên là đối với những dòng chip bit nào chúng ta lựa chọn nó phù hợp với tính năng và chức năng của nó ha. Đó, anh demo cho các bạn xem. Thì bây giờ ở đây anh kết nối là gì, các bạn thấy không? Nếu như các bạn đã từng lập trình bit thì các bạn thấy là trong con bit nó có chân TX RX, thì chúng ta có thể đổi các chân để mà chúng ta giao tiếp URT vẫn được ha. Rất là dễ dàng. Chứ mình không cần phải là giao tiếp cứng là cái chân TX RX mặc định đâu. Đó, thì ở đây cũng vậy. Đối với B8266 thì mình cũng dùng cái chân D5D6 đã, tại vì anh đã có phần cứng có sẵn rồi, cho nên bây giờ anh dùng luôn cho nó tiện ha. Đó, anh nạp code cho các bạn trải nghiệm ha. Đó. Đầu tiên là chúng ta khởi tạo cái bộ jack bit ha. Mình mở cái CSS lên, mình vào file, chỉ các bạn một cách tạo mới. Các bạn vào new, các bạn vào gì project đây, widget đây. Các bạn tạo một jack để các bạn thấy là lập trình bit nó cũng rất là dễ dàng ha. Mình là gì đây, có URT chứ ha. Cái này có rất là nhiều version nha. Đó các bạn, anh chỉ làm đây là version 1 nha. Đấy, chúng ta next. Chúng ta đi vào đây, chúng ta lựa chọn bit của mình. Ở đây là anh dùng bit là 16F1827, 16F1827 đúng không? Được rồi, con bit này nó cũng rất là nhỏ thôi. Ok, 1827, ok rồi ha. Ở đây là mình dùng thạch anh nội ha, tại vì cho nó tiện ha. Đó, thạch anh nội ở đây là cho nó 8M thôi. Ok, mình ở đây ha. Thì ở đây là anh, ở đây là gì, ở trong cái phần cứng này của anh ha, anh muốn giao tiếp ORT. Ở đây nó rất là dễ dàng ha. Ở đây là mình cộng dùng con mình, thì mình click vào đây mình thấy là gì, communication là giao tiếp. Đây mình chọn mà ORT RS232 đúng không, mình dùng một cổng 9600 thôi. Bây giờ mình chọn cái tí của mình là a mấy, a6 đúng không, rồi a mấy đây, a7 ha. Đó, mình cũng cần phải reset Windows Timer, vâng, mình làm đơn giản nhất có thể ha. Đó các bạn thấy không, đó giả sử như bây giờ đúng không, đó anh đi giới thiệu đơn giản nhất ha. Giả sử bây giờ mình ở đây là anh có một cái led để truyền nhận dữ liệu, có biết có nhận hay không. Ở đây cái led anh nhìn là a mấy ta, anh không nhớ nữa, nhưng mà tạm thời là gì ha, như vậy thôi. Rồi ha, bây giờ mình create project ha, mình sẽ tạo khởi tạo project đó. Các bạn thấy nó khởi tạo chưa, ở đây khởi tạo cho mình xong rồi ha. Thì nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong cái code bit đâu. Ok, code bit đâu, cái file đâu, bit đâu, đây nó là trong cái file này. Ở trong cái code mới tạo nó có một cái file gọi là file chấm h này, mình mở luôn nha để chúng ta nhìn thấy nó khởi tạo thư viện, nó khởi tạo cái gì đúng nào. Đó, nó khởi tạo những cái chân này, thấy chưa. Đó, internal là 8.000 sau khi sai rồi, 8 triệu đúng không, 8 triệu chứ không nhầm, 8 mê, 8 triệu. Ok, rồi mình review thứ nha, có lỗi hay không nha. Ok, đó xong đúng không. Thì bây giờ mình làm gì, mình giao tiếp ORT ha. Ở đây mình có rất là nhiều cách ha, anh là giao tiếp bình thường thôi. Đó, giả sử như bây giờ đầu tiên là anh sẽ viết code trên ESP đúng không? Đó. Thì bây giờ anh sẽ mở Elno lên, đã mở lên Elno lên ha. Anh sẽ viết code giao tiếp URT. Giờ ở đây ha. Thì anh viết lại cho các bạn gì, anh dùng các bạn vào file new, anh tạo một project ha, xóa đi. Anh sẽ save nó về cái thư mục bit luôn nha. Đây ha, desktop bit. Ok, rồi. Thì bây giờ là gì, thì bây giờ ở đây là mình làm gì, mình sẽ lưu là gì, ESP1 URT biết đi ha. Đó, số 1 đi, tại vì cái này rất là nhiều cái nó. Bây giờ anh sẽ làm phần đơn giản thôi, thì cũng cần nhớ làm gì, anh vào F5 SM1, anh tìm cái thư viện serial đâu, serial đâu, serial serial ta. Tại anh mới cài lại nó bị mất ha, bị mất hết mất view ha. Serial đây, lấy một cái bất kỳ đi ha, anh lấy cái thư viện software serial này đúng không. Ok, copy hai cái này, mình khởi tạo thư viện đúng không. Ok ha, rồi
Thì bây giờ anh lái từ biển này đúng không? Đó anh đã gọi là cổng là gì? URT ha, ví dụ ha. URT. URT ở phần ở trước. Ở phía trước có thành URT, đây là cái tên thôi, cái name thôi. Đó, trước là cái chân, đằng trước là chân RX, đằng sau là chân RX đúng không? Mình nhìn vào cái hình này của chúng ta là gì? Đó, thấy là gì? Cái chân A6 là cái chân TX thì tất nhiên là nó phải nối vào chân RX, là chúng ta chứng tỏ D6 với nằm trước đúng không? D6. Các bạn có thể xem D6 D5. Đó, có thể xem trên cái GPIO nó giống nhau thôi. Mình ở tốc độ giao tiếp mình là bao nhiêu? 9100 đúng không? Serial Serial chấm begin begin đọc ra màn hình đúng không? Begin 9600. Ok, tiếp tục là gì? URT chấm begin đúng không? Begin 9600. Ok. Ok ha. Rồi, Ctrl Z đi. Rồi, ông đâu rồi? Ctrl Y chứ. Rồi mình bấm xuống hàng cho đẹp, Ctrl T thắng hàng nha. Rồi bây giờ là gì đây? Bây giờ mình sẽ gửi dữ liệu xuống đúng không? Đó. Thì mình viết ở các bạn, nếu các bạn xem những cái bài giao tiếp URT trước của anh rồi thì nó cũng giống như vậy thôi. Đầu tiên là mình làm gì? Mình nhận dữ liệu đúng không? If URT chấm gì available ha, đó, có nghĩa là có nhận dữ liệu đúng chưa? Đó thì làm sao mình khai báo một cái biến đúng không? Đó, ok, rồi cha c nó sẽ bằng là gì? URT read đúng không? Đó ha, đọc có từng ký tự thôi, anh là thích đọc ký tự thôi. Đó, thẳng hàng. Nếu gì? Nếu gặp ký tự xuống hàng đúng không? Nếu chúng ta gặp ký tự xuống hàng đúng chưa? Đó, gặp ký tự xuống hàng là gì? Nó bằng gì đây? Sẽ n đúng chưa? Thì làm sao? Thì in cái chuỗi ra rồi xét cái chuỗi đúng không? Ồ, không cần. Ok rồi. Thì serial serial pairing. In cái chuỗi ra đúng không? Data này. Dữ liệu là dữ liệu từ biết đúng không? Đó ha. Rồi hai chấm xuống hàng, in cái chuỗi ra mình xóa đi. Ok. Mình in cái chuỗi mình là gì đấy? Chuỗi là gì? Mình khởi tạo một cái chuỗi trước, string data. Ok. Cái data này nếu gì là mình gì? Data nó cộng gì? Cộng bằng C đúng không? Cộng thì dẫn dòng cái chuỗi lên. Mình in cái chuỗi data ra. Đúng chưa nào? In chuỗi data ra. Ok. Chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ in cái chuỗi data ra. Rồi gì nữa? Bây giờ mình sẽ reset cái chuỗi data đó đúng không? Nó reset chuỗi data nó ok như vậy thôi ha. Đó. Envelope viết vậy cho mình cũng envelope. Mình quản lý nó dễ nha. Envelope. Ok, rồi tiếp tục là gì? URT thì big khi có STM nó giống nhau thôi, chẳng qua là bình thường thôi. Đây anh thấy các bạn thấy là mọi chuyện rất là dễ dàng. Ok rồi ha. Bây giờ mình viết một cái thứ, cái việc mà bây giờ mình khi nào mà nhập dữ liệu nó mới gửi, chứ gửi hoài nó cũng phiền đúng không? Khi nào có yêu cầu gửi nó mới gửi. If serial read, đọc từ cái tự từ cái terminal nha. Read available trước chứ, available. Ok, available. Sẽ bấm không quen, nó bị mắc cái bằng cái void trước anh không thấy. Ok rồi ha, cha c luôn biến cục ha, cha ít cho các bạn khỏi phần ngại. Serial read đọc từ cái terminal, nếu gì đây? Nếu ít bằng 1 đúng không? Đó, nếu ít bằng ký tự số 1 ha. Đó, ký tự số 1 anh sẽ gửi một cái chuỗi gì đó đúng không? Đó, và anh thông báo lên màn hình ha, ví dụ dài đi. Ok. URT viết một chuỗi nha, URT chấm gì tại vì nếu mà nếu như chúng ta gửi như thế này là chứa luôn cái từ xuống hàng luôn nha. Đó, bây giờ anh sẽ gửi một chuỗi mà gì vậy ha. Thật sự trong trường đại học người ta dạy rất là phức tạp, bây giờ mình làm một cái chuỗi phức tạp thực tế ha. Thật sự bây giờ anh sẽ gửi một cái, anh sẽ lấy một cái chuỗi phức tạp ha, gì vậy ha. Vậy là gì? Giá trị cảm biến là 123 chấm gì đã sạc một cái là gì? 456 luôn, sạc là 789 đúng không? Ví dụ đó, sạc không không chẳng hạn, ví dụ như vậy ha. Đó anh gửi ha, anh in lên màn hình để mình xin nhìn ha. Range chấm gì đây? Range. Ok rồi, thì bây giờ anh tin báo là gì? Gửi sang ASB biết ha. Ok rồi. Rồi bây giờ nạp vào, nhưng mình chọn bo thôi, ASB thì có thông thường ha. Rồi mình chọn bọt nó, cái này để mình rất là dễ dàng rồi, nạp nha. Ok, để nạp xong bắt đầu mình làm gì? Mình bắt đầu mình viết code trên bit ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành viết code trên bit ha. Đó, mình không cần ngắt ha, các bạn có thể ngắt URT vân thì anh viết bình thường thôi, cũng không cần ngắt tại vì chỉ sự kiện này mình demo mình test thôi. Đó thì giả sử như bây giờ đúng không? Đó thì bây giờ đúng không?
Thì bây giờ mình nhận dữ liệu đúng không? Nhận dữ liệu GLT mình dùng hàm gì? KBX đúng không? If KBX đúng giờ đó rồi. Nếu có nhận dữ liệu đúng chưa? Đó. Bây giờ mình phải khởi tạo một cái data để nó nhận dữ liệu của mình đúng không? Khởi tạo vô đây luôn ha. Mình khởi tạo trong này cho nó sang. Mà thực sự nó cũng vậy thôi. Share data đúng không? Đó, mình cho nó là bao nhiêu? Mình cho cái phần tử này của chúng ta là bao nhiêu đây? 16 ký tự ha. Đó, ví dụ vậy ha. Ví dụ như vậy đi ha. Ok, Ctrl S ha. Ví dụ mình cho một cái biến gì int 8 luôn các bạn. Int 8 là gì đây? Int 8 là gì, từ 0 đến 255 hay sao á, các bạn có thể xem lại ha. Ví dụ là gì? E bằng 0, ví dụ vậy. Đếm thì mình xem 1 ha, bằng 0 đi ha. Ok, Ctrl S rồi, nạp xong chưa? Nạp xong rồi đúng không? Bây giờ giả bộ như gửi tới nhận không nha. Ok rồi. Ok, nạp xong đúng không? Bây giờ mình viết code big đó. Bây giờ nếu cái nhận dữ liệu đúng không? Bây giờ mình cũng khai báo trong này đúng không? Mình khai báo một cái biến share luôn ha. Ok. Khai báo này. Ok, mình khai báo dữ liệu cho nó gọn gàng ha. Share. Ok. Gọi là gì? Rủi ha, rủi không đi ha. Đó, rủi của mình cho rủi các bạn. Một phần tử cũng được, không sao. Ok. Bây giờ mình xử lý nha. Rủi của mình thì thấy không? Rủi không nó sẽ bằng gì đây? Bây giờ anh rồi cái không nó sẽ bằng là Getc đúng chưa? Đó, ok. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Mình in cái giá trị này qua đúng không? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là pack nguyên cái chuỗi này bên kia gửi qua. Đúng không? Tại vì trong con big thì nó không có cái gì để xem thì mình gửi ngược lại lên con ASP để nó xem. Thì làm sao? Mình review có lỗi không nha? Nó kêu gì đây? If capo hit thiếu rồi. Rồi. Ok, rồi. Đó. Review chắc chắn lỗi rồi. Bây giờ mình sẽ viết ha. Rồi, đó. Thật sự cái việc học đại học thì nó đơn giản quá. Người ta làm thầy cô, nhiều khi thầy cô mà nó chỉ những cái thứ rất là sao đẳng ha, không 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 có đi vào chiều sâu. Anh sẽ làm một cái video clip, những cái video clip về con biết có chiều sâu về cái bộ tập trung vào cái bộ giao thức nha, để chúng ta có thể nâng cao cái chuyên môn của mình. Thật sự là gì, viết code Arduino nhiều khi nó lại đơn giản quá. Ok rồi ha, thì trên STM nó cũng né né như vậy thôi. Thì bây giờ ha, thì bây giờ mình nhận cái từ đúng không? Thì bây giờ mình xử lý ha. Nếu mình nhận cái từ này vào đúng không, mình cho cái data của mình đúng không, cái data của mình viết khai báo cái chuỗi data bên này đúng không? Ok, mỗi lần mà gì, cứ mỗi lần mà cái chuỗi data của chúng ta đúng không, nó tăng một cái tự ha, cứ mỗi lần nhìn cái tự data y này ha, mình gọi là cái trong này là cái biến e của mình đúng không? Đó, mình gọi là biến c1 đi ha. Đó, nó tăng, nó cầm một cái tự lên, nó giống bằng rx đúng không? Rx đó, rồi không cầm một cái tự lên đúng không? Nó sẽ cộng dồn cái tự lên đúng không? Nó cộng dồn lên. Đầu tiên là C bằng 0 đúng không? Lên một đơn vị mình tăng dồn đơn vị lên, cộng cộng giá trị C lên. Đó, rồi gì nữa, có thể là mình viết trong này cũng được, nhưng viết về để sau này mình dễ kiểm soát những chuyện khác ha. Rồi gì nữa đây? Mình nếu đến khi nào RX 0 của mình đúng không? Đến cái chuỗi cái tự mình này đó. Nó nhận được cái gì đây? Nó nhận được cái tự xuống hàng đúng không? SN. Không biết sao thằng CSS nó bị lỗi nha, không được, anh không viết là được. Nó bị lỗi làm sao đó, anh không dám viết vậy nó sẽ bị là gì? Nó bị treo á. Nó viết liên tục mà dấu bằng bằng mà nháy là bị đứng cái trình dịch này ha. Đó, nên nó phải có viết xong rồi copy lại vậy nó phải bị ha, không biết tại sao á. Rồi sửa qua không được đó, copy vô nhà, tại nếu viết liên tục nó sẽ bị đứng á, nó bị treo cái trình dịch này này. Ok, thì làm gì? Anh này viết viết code sạch sẽ nha. Đó, man, để mình sau này mình dễ quản lý, nó dài nó ngắn thì không sao, chứ mà nó dài là mới quản lý nó khó lắm nha. NY có thể là bạn dùng ngắt gì đó tùy các bạn ha. Thì bây giờ mình kiểm tra cái từ xuống hàng đúng không? If ở đây RX0 đúng không? Cái ký tự đúng không? Rồi không là đây, không là chỉ ngắt ký tự nhận được thôi, đúng không? Đó. Nó bị dính cái này. Viết cái này liên tục không được, nó viết dài nó sẽ bị treo. Khổ lắm, đó. Có bỏ này đúng không? Bỏ này. Nhìn thấy cái từ xuống hàng, cái từ gì đây? Sẹt N đúng chưa? Đúng chưa? Sẹt N cái từ xuống hàng đó. Thì mình in cái chủ ra đúng không? In cái chủ nhận được ra đúng chưa? Đó, in cái chủ nhận được ra. Đây ha. Boring dùng lệnh boring ép đúng không? Đó. Chúng ta sẽ in cái chủ ra là gì? Phần trăm S đúng không? Set error, set N đúng chưa? Đó rồi ha. Sau đó là cái chủ của mình là gì đây? Data đúng không? Đó, ok. Sau khi mà in xong mình cho cái chủ C1 bằng 0 trở lại đúng không? Ok rồi, mình rebuild nha. Đó. Mình mở cái mặt nạp mình lên đây, mình mở cái mặt nạp lên đây ha, bên E đâu đây, mình retest
Thay thì tớ thằng biết có sẵn biết là 16F1827 đúng không? Mình chọn nó cái file nào đây? UDT1 đúng chưa? Nạp code. Nạp code ha. Đã rồi. Bây giờ nạp code xong mình mở trải nghiệm lên đúng không? Đây. Bây giờ mình nhập số 1 coi. Bây giờ các bạn lúc nãy mình có là gì? Khi mình nhập số 1 là nó gửi giá trị ra đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 đúng không? Đúng không? Đó, ok, nhập số 1 coi, gửi đi thử đi. Tốc độ là 9.100 đúng chưa? Ok, rồi, nhập số 1 đi. Gửi dữ liệu sẽ biết thấy chưa? Dữ liệu từ biết nó nhận được thấy chưa? Mà thấy không? Đó giờ. Ok. Nó nhận được rồi đúng không? Đó nó bị sao dính cái này một tí, dính này một tí. Ok, dính cái tự xuống hàng đúng không? Sạc R, sạc N. Đó. Sạc N mình bỏ hai này ra nó vẫn được nha. Review thử coi. Rồi nạp lại cập nhật rồi nạp lại nha. Ok, xóa đi. Đó. Thấy chưa? Đó, thấy không? Dữ liệu nhận được rồi đúng không? Đó, dữ liệu nhận được rồi. Đó thì bây giờ anh sẽ chỉ thêm các bạn thêm một tí nữa. Cái nhiệm vụ có nghĩa là sau khi mà chúng ta nhận được một cái chuỗi như thế này, tại vì sau này mình còn gửi, ví dụ mình gửi cho anh gửi cho số thật qua để các bạn xem thử nha. Vì bây giờ sẽ gửi một cái số thật qua. Số nguyên thì mình chưa thấy giá trị nó, ví dụ 13.05 đúng không? Đó. 0.4.6 này, 0.16 này, 0.79 chẳng hạn đúng không? Đó, ví dụ vậy thôi. Chấm một dù chấm đi, ví dụ vậy đi ha, thì lúc này thì mình mới thấy giá trị của nó nha, 0.2. Bây giờ mình nạp code lại nha để mình trải nghiệm thử là gì. Cái mục đích của anh là khi mà anh để dấu sẹt này là anh, trong lập trình anh là sẽ xử lý nó. Tại sau này là mình sẽ gom rất là nhiều dữ liệu của mình gửi xuống đúng không? Đó thì mình bây giờ mình sẽ bắt cái dữ liệu này để mình xử lý, mình lưu vào trong cái bộ nhớ con biết của mình đúng không? Còn STM mà chúng ta hay còn những con vi điều khiển khác nó cũng bóng giống như vậy thôi. Chúng ta nhìn nó chạy ha, rồi chúng ta sẽ mở cái terminal lên. Ok, mở lên nha. Rồi đây thì bây giờ mình sẽ mở lại nha, nhập số 1 coi. Đó, thấy chưa, anh nhận được, anh bắt được cái tự rõ ràng là anh bắt được cái tự rất ngon lành, thấy chưa? Đó, thấy chưa, anh nhận cái tự đó. Ok, các bạn thấy chưa, có vẻ như là gì, có vẻ như là nó không được ngon lắm đúng không? Bây giờ mình coi thử tại sao nó không ngon. Lúc đầu mình lại nha, lại nha. Ok, mình thấy là gì, nó là dính 1 2 3 ký tự gì đó đúng không? Đó, ok, đó thấy chưa. Bây giờ mình tiếp tục mình xử lý nha, để coi nếu nhận được ký tự xuống hàng đúng không. Nếu nhận được ký tự xuống hàng, ok, thì mình làm gì, mình in cái chuỗi data ra đúng không? Mình in cái chuỗi data này ra. Ok, cái chuỗi data ở trong đây, code này cũng giống như vậy thôi ha. Mình in cái chuỗi data này ra đúng không? Để coi, giả sử như bây giờ ha, đó bây giờ nhiệm vụ của mình ha, bây giờ anh coi thôi. Được coi, nó cộng cái tử, cộng dùng cái tử đúng không? Đầu tiên nó cộng dùng vào, dùng vào, dùng vào, nó dùng vào. Ok, có thể là cái này nhanh quá nó không nhận hết, mình delay cho nó khoảng cỡ là gì 100 mili giây thôi ha. Ok, tại delay nó một tí, tại chúng ta truyền một cái tự chuỗi khá là dài ha. Tại vì sau này chưa một, tại sao anh lại làm cái chuỗi, tại vì sau này á, thông thường làm cái tự nó quá dễ. Sau này mình làm một cái chuỗi, sau này mình đi, nhiệm vụ là mình truyền một cái chuỗi data xuống chứ không phải là mình cứ truyền một cái tự thì không chẳng có gì để quan tâm. Giờ mình sẽ delay lại xem thử nha, kết quả nó có gì thay đổi không nha. Ok, mở lên coi. Ok, bây giờ anh sẽ gửi số 1 đi, delay một tí. Ok, khi mà anh có delay một tí lần thứ hai, các bạn lưu ý là gì, lần thứ hai là dữ liệu nó bị sai đúng không? Đó bạn thấy không, đó chứng tỏ là bởi vì, chứng tỏ là bây giờ mình phải reset cái đó cho cái mảng đi ha. Data từ cái phần tử gì y c này ha, cho mình cho cái data dưới c đi ha, biết giờ cho nó cái gì nó hay ho. C1 đi ha, bằng cái phần tử rỗng đi. Ok. Ok, rồi mình nạp lại nha. Review. Đây mình sẽ review đúng không? Ok, mình cập nhật lại, mình nạp. Ok, nạp xong chưa? Rồi. Ta sẽ mở lên, rồi mình chạy lại nha, số 1. Số 2. Đó.
bây giờ nó lại dính những cái từ giống nhau đó. Bây giờ là gì, mình coi cái từ mình gửi coi gì đây, 123.05 đúng không, ví dụ vậy đúng không, nó bị dính thêm một vài cái từ gì đây, nó dính thêm vài cái từ gì sẹt sẹt, dấu sẹt sẹt đúng không, dấu ba cộng đúng chưa. Ở đó thì bây giờ mình coi thử tại sao dù data mình gửi được bao nhiêu đây, cái chuỗi độ dài bao nhiêu đây, ba có tính là đủ nha, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 22, nhưng mà cái mảng data của mình có bao nhiêu đây, nó chỉ có 16 thôi, mình cho nó 22 đi ha. Ok, review lại coi data nó bị thiếu rồi, nó nạp vào nó sẽ bị lỗi. Ok, mình sẽ cập nhật lại. Ok, rồi mình run lên coi. Tại vì chúng ta không có cái công cụ ta biết thì chúng ta phải làm như vậy ha, vì điều khiển ha. Rồi. Các bạn coi, cái lúc của nó là được. Anh gửi số 1 không mà, được coi, số 1 nó lại dính hai cái này, dính cái này, được coi. 0.20 đúng rồi, nó bị dính cái dưới là gì, dữ liệu từ bit đây. Ok đây, nó bị giờ lên coi lại nó bị lỗi lúc này đúng không, in cái chuỗi này ra, mình in cái chuỗi này ra đúng không, đó khi nhận cái tờ xuống hàng in chuỗi này ra. Ok, in cái chuỗi này ra đúng chưa, C1 bằng C0 bằng sẹt đúng không. Ok, in chuỗi này ra, anh cho nó gì, sẹt R sẹt N thử coi. Ok, phân biệt cho nó dễ, cập nhật lại nha, run. Ok, ủa 456790 mà ở đâu ra ta, được rồi, mình nhớ là 456790 ở đâu có đâu ta, mình thấy là mình có mấy dữ liệu mình như thế này mà, mình coi thử cái 790 là ở đâu ra đây, coi lại data thế này, cái data mình gửi cái data đi đúng không, C1 bằng 0, khi mà kết thúc cái sự kiện nhận thì mình reset cái data bằng 0 ha, được coi. Cái data này đúng không, C1 là nó bằng 0 rồi, bằng 0 là C1. Ok, 0 review lại coi vô lý vậy. Đây ok, ủa 456790 ở đâu ra ta, anh đang suy nghĩ này, bốn sáu bảy chín không là cái data lúc nãy đúng không, bây giờ anh cốp này ra để anh coi thử nó bao nhiêu nha, để coi nói buồn ai hay khi mình nó có bao nhiêu đây, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21, mình cho ta 21 là bạn coi thôi, thử lại coi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19, 20, 21. Đây. Review coi. Nó kêu phải có một con số ở đây. Gặp cái tự xuống hàng mà review. Để coi. Mình cho nó for.
biến y bằng 0 chấm phẩy y biến bằng n biến bằng bao nhiêu 21 đi ha, chấm phẩy y cộng 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 ha, mình cho nó ép nó vào đi. Ok, data y bằng gì đây, đúng không? Nó kêu có chút bị sai ta, vô lý rồi. Data y đúng không, cộng cộng lên mình gắn bằng phần tử này, y cộng cộng không? Ok đi. Thì đúng mà ta. Đây nó đúng nhầm ký tự. Thử lại nha, mình nạp lại coi. Nếu biết rằng yêu là đau khổ, sao nhân sinh đúng rồi mà cái 456790 nó đâu ra ta? Ủa, anh đang suy nghĩ là nó nằm đâu ra cái giá trị đó ta? Nó đang là số giá trị rồi mà, để coi y bằng không đúng không? Số 22 luôn này. Mình nhớ là mình nhập một lần là như gửi sang bit này, gửi sang bit thì dữ liệu nhận từ bit gửi một lần thôi mà nó phản hồi tới 2 lần. Ủa, nó phản hồi tới 2 lần luôn kìa. URN biết không, nó coi lại coi, xóa cái tự rồi mà vẫn dính ta. Let's see. In xong nó cho C1 bằng 0 rồi và gắn vào cái biến data này. Dữ vậy. Cho một cái biến mới đi. Cho DS đi. DS bằng 22 thôi. Thôi nó có bị dính không nha. Ok, DS. Output file. Bị mất dữ liệu ở đâu ta, để coi thế. CR thôi. CN thôi. Tại vì nếu nếu như thế này nó vẫn dính cái từ CN đúng không? Đó thì bây giờ mình bắt dụng rồi, hiểu tại sao rồi.
phải nếu gì thì này, nếu thằng này rồi không này đúng không, đó nó phải khác SN đó. Đúng không? Nó phải khác SN đúng chưa thì mới được đúng chưa, thì mới cho nó cộng vào đúng chưa, nó cho nó khác là tao làm gì đúng chưa. Ok, vấn đề để giải quyết được chắc chắn vấn đề đã được giải quyết. Ok, như vậy là vấn đề đã được giải quyết đúng không, đó, chưa được ngon lắm, sẽ R nó đi. Cập nhật lại coi. Ok, rất là đẹp ha. Đó, hay chưa? Rồi. Nói chung thì hình như có vẻ như vậy, bó sẹt N luôn đi. Tự như trong bản thân cái từ S này nó có cái từ sẹt N rồi không ta? Thử đi. Ok. À, như vậy bản thân ở trong thằng S có cái tự sẹt N luôn ha. Rồi xin chào các bạn nha, giới thiệu một clip. À, như vậy thôi. À, thì sẽ để clip tiếp theo nha. Rồi xin chào.